giờ mình nói là những cái dòng cano giá rẻ tết nha. Mình định đi về thôi, chủ nó kêu thôi sẵn quay quay luôn đi. Chiếc này có tầm mã khoảng 1m1 nha quý vị chị em. Chiếc này cũng giá rẻ cho quý vị em thôi. Chiếc này có luôn xe kéo luôn, là chỉ có 2.000 đô thôi nha, 2.000 đô. Nó 2.000 là lúc. Nếu anh chị không thích xe kéo thì trừ đi 200 thôi. Chiếc xe kéo này có 200 thôi, 200 đến 250 thôi. Coi như khoảng 1.800 đô Úc thôi ha. 1.800 đô Úc đó. Còn nếu luôn xe kéo thì nó là 2.000, còn nếu không lấy xe kéo thì là không có xe kéo thì 1.800 thôi ha. Chiếc này không máy nha quý vị anh chị em ha. Chiếc cano vỏ không, chiếc này mình đi được khoảng 4 đến 6 người ha, 4 đến 6 người. Chiếc này cano thể thao ha, cano thể thao vỏ không là dài nó khoảng 5 m ha, 4 m rưỡi đến 4 m 5 m. Bề ngang nó 1 m 6 đến 1 m 8 ha. Nó đại khái tình trạng nó vậy nha. Chiếc này là không máy nha quý vị anh chị em. Không máy. Nói chung là nó chủ yếu mình quay cho các quý vị anh chị em xem tham khảo giá thôi đó. Chiếc này nói chung là không có máy gì hết. Trị giá là 1.800 đô Úc, nếu luôn xe kéo là 2.000 rồi, đơn giản như vậy thôi ha. Mình chủ yếu mình quay cho các quý vị anh chị em xem tham khảo giá nè. Nói chung là cũng có những cái dòng máy nhiều lắm nha quý vị ha, những cái máy dòng máy mà như tất cả là những cái dòng máy bên mình có nè, mình có những cái dòng máy này là tất cả những dòng máy xe có, máy máy cano có ha, nhưng mà đều tất cả những cái dòng máy này nó hư hết rồi, đa số là Johnson với lại Mercury thôi. Các anh chị nào thích đó thì mình có thể mua cho quý vị anh chị em thôi ha. Đa số là dòng Johnson với lại Mercury thôi, chứ còn dòng Yamaha mình không, bên đây ít có lắm nha. Đó, tự nhiên mình có, cũng có chỗ có mấy cái bãi khác nhưng mình không có thời gian đi, cho nên các quý vị anh chị em xem thông cảm ha. Rồi mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc cái video tại đây ha. Xin lỗi mình xin nhắc lại là chiếc này là có giá trị là 1.800 ha, 1.800 đâu không, chiếc này nó còn luôn xe kéo là 2.000, còn không có xe kéo là 1.800 ha. Rồi mình xin kết thúc và mình đi một vòng cho các quý vị chị em xem tham khảo nè, là những cái bãi của khách kia gửi họ bán á. Nói chung là những, còn những cái dòng xe hơi thì máy nó rẻ lắm, nó rất là rẻ, còn xe hơi bên đây rẻ lắm. Như chiếc này, chứ coi như chiếc này có 500 đồng thôi đó. Chiếc này 500, còn đi đường hết hoàn toàn nha quý vị. Chiếc xe này có 500 thôi đó. 500 khoảng 10 triệu đồng Việt Nam rồi đó. Rồi cái tiếp còn chiếc này cũng giá rẻ cho quý vị anh chị em luôn, cũng không có máy nha đó. Chiếc này có mã hiệu là GKI 500. Chiếc này rẻ cho quý vị, giá có 1.000 đồng thôi, 1.000 đô ha, 1.000 đô. Luôn xe kéo 200 nữa là 1.200 đó, đi một vòng. Sau đó cho quý vị xem tham khảo thôi đó. Chiếc này bằng composite nha quý vị ha. Chiếc này có mã hiệu KI 1550S ha. Chiếc này nói chung tạm thời nó lại thấy cái này mình mua cái vỏ không nha quý vị ha chị em ha. Vỏ tình trạng nói chung là hoạt động bình thường thôi, nhưng mà không có máy ha. Nó chỉ có 1.000 thôi, 1.000 thôi. Nếu các anh chị thích xe kéo là 200, không nó xe kéo thì 1.000 đồng. Và tình trạng nó vậy thôi anh chị ha. Chủ yếu mình quay cho các anh chị xem tham khảo thôi, thì cũng không có gì đặc biệt hết chiếc này. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua ha. Xem video của mình ha. Chúc các bạn và gia đình và nhiều vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Nói chung còn việc còn rất nhiều luôn, nhưng mà tự mình không có thời gian mình quay á. Các quý vị hiện cho em xem thông cảm ha. Chiếc này thì đối diện chiếc này mình cũng đã từng quay rồi. Chiếc này thì nó là động cơ thể thao, hoạt động hơi bình thường ha. Chiếc này cũng còn ngon lắm ha. Chiếc này cũng rất là ngon lắm. Chiếc này tới 150 mã lực ha. Chiếc này có giá trị là 6.500, 7.000 gì đó mình quên rồi. Cũng còn đẹp lắm nha quý vị chị ha. Anh chị thích thì cứ nhắn tin cho mình ha. Rồi mình xin đi một vòng đó, là những dòng cano về nhiều lắm, về rất nhiều nha quý vị anh chị em ha. Mình chủ yếu mình quay cho các quý vị anh chị em chủ yếu xem tham khảo giá thôi. Anh chị thích thì cứ nhắn tin cho mình ha. Là những cái dòng cano đó, những cano mình cũng đã từng quay hết rồi ha. Mình chủ quay sơ lại cho các quý vị anh chị em xem tham khảo thôi. Đó. Cũng như chiếc cano nhôm ở trên này, chiếc cano này trị giá là 1.200 đô Úc ha. Chiếc này nó bề dài nó là 2m rưỡi ha, bề ngang nó là 1m4 ha. Nó 1.200 đô Úc thôi, giá rẻ luôn đó. Nói chung mình quay chủ yếu cho các quý vị chị em xem tham khảo. Nói chung là khi nào các anh thích nó cứ nhắn tin cho mình và chụp hình mình mới biết nha, và nói rõ cái video số mấy ha. Bây giờ nó nhiều lắm cho nên mình không có nhớ hết đâu. Và như còn chiếc thuyền phao này cũng gì, nó trị giá là khoảng 2.000 đô thôi. 2.000 thuyền phao thì nó đặc biệt hơn. Ở dưới này thì nó xài bằng nhôm ha. Ở dưới có đường nó bằng nhôm.
Đó, chiếc này 2.000 nha quý vị ha. Chiếc này 2.000. Chiếc này loại thương hiệu cao cấp nha quý vị. Chiếc này không có máy gì hết, vỏ không gì đó, 2.000 đô. Dài khoảng 3 mét, bề ngang nó khoảng 1 mét rưỡi ha. Đó, nói chung là còn rất đẹp. Đó, chủ yếu mình quay cho các quý vị cho em xem tham khảo giá thôi. Những cái dòng máy này. Máy đa số là máy dân sình, nói chung mấy cái máy này, này thì rẻ thôi. Đó, chủ yếu mình quay cho các quý vị anh chị em xem tham khảo. Bên đây ký gửi họ ký khách nó ký gửi đủ thứ chuyện hết, đủ thứ loại hết nha. Còn chiếc máy xe địa hình nó mấy chiếc xe này ngoài nói chung là giá dưới 60-70 triệu không à, nói chung là giá đại khái vậy. Rồi thôi, hôm nay cũng nhiều đúng không? Nhiều. Mình xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua để xem cái video của mình ha. Chúc các bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào, xin hẹn video sau. Thân chào quý vị anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên mình có thời gian rảnh chút xíu, cho nên mình đi quay những cái dòng cano giá rẻ và giá trung bình cho các quý vị anh chị em xem tham khảo nha. Đây là đang đứng trước mặt của mình nè. Cho nên là đây là chiếc cano lườn hai thân ha. Chiếc cano lườn hai thân. Chiếc này cũng chiếc này mình đi đi biển hết sảy nha. Chiếc này đi câu mà đi biển hết sảy luôn đó. Rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Chiếc là còn mới khoảng 70-80% lần nha quý vị ha. Chiếc đó mình đi một vòng sau đó mình sẽ quay bên trên cho các quý vị anh chị em xem tham khảo nha. Chiếc này rất là anh chị em nào mà thích đi biển á, đi câu biển nào, nói chung là chiếc này rất là hay ha. Thấy chiếc này còn rất là đẹp lắm. Anh chị tùy theo cái sở thích của quý vị anh chị em thôi. Mình chú ý mình quay cho các quý vị anh chị em chú ý là xem tham khảo giá ha. Anh chị thích thì cái thì nhắn tin cho mình qua Zalo hoặc là qua mua bán ghe miền Tây ha. Và cũng đừng quên là xin đăng ký và bấm cái chuông ha để có những cái video mới nhất của mình nha. Và nhớ đăng ký và bấm cái like ha để chia sẻ cùng anh chị em cho mọi người cùng theo dõi cái video của mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua ha. Bây giờ mình quay một vòng sau đó mình quay bên trên cho các bạn quý vị cho anh xem tham khảo nha. Đó, chiếc này là cano hai thân ha. Chiếc này có chiều dài là khoảng 4 mét ha. Chiếc này dài là khoảng 4 mét đến 4 mét rưỡi ha. Xài động cơ Yamaha 4 thì ha, động cơ Yamaha 4 thì. Chiếc này anh chị em nào thích mà giống loại dạng đi biển đó là hết sảy nha ha. Đi biển đi đường sông cũng được. Nghĩa là mình đi nói chung là đi lướt sóng á rất là hay luôn. Đó. Rồi chiếc này có trị giá trị là 11.000 đô Úc ha, 11.000 đô Úc, 11.000 đô Úc nha quý vị anh chị em ha. À, tương đương khoảng 200 triệu, nói chung là khoảng 200 triệu ha, 200 triệu đô lại. Chiếc này nếu mà anh chị mà không thích máy á. Này máy Yamaha ha, Yamaha 4 thì. Ha, 4 thì 25 mã lực nha. À, 4 thì 25 mã lực. Nói chung là khoảng 200 triệu đô lại thôi. Mình chủ yếu mình quay cho quý vị anh chị em xem tham khảo giá ha. À, chính động cơ Yamaha 4 thì 25 mã lực ha. À, chính này cũng rất đẹp nha quý vị anh chị em ha. À, mình đi một vòng sau đó mình sẽ quay bên trên cho các quý vị anh chị em xem tham khảo nha. À, chiếc này bằng composite nha quý vị ha. Bằng composite, đây là mấy cái thùng xăng nè. Cái này thùng xăng nó cũng chứa được khoảng nhiều. Cái này là cái hộc. Hộc mình đựng cá nè quý vị anh chị em ha. Hộc này cũng tương đối lớn lắm. Rất là nhiều ha. Hộc này cũng khoảng được nếu mình đựng xăng là nó hơn tới cái 100 lít lần nha quý vị ha. Hơn 50 lít, khoảng 100 lít. Đó, chiếc này có tâm hạ là khoảng 1m1 nha. Đó, tâm hạ từ lường nước lên khoảng 1m1 nha quý vị anh chị em ha. Đó, nói chung mình thấy chiếc này đẹp lắm. Chiếc này luôn chiếc xe kéo nha quý vị anh chị em ha. Luôn xe kéo là 200 triệu đó, luôn chiếc xe kéo. Nếu mà anh chị là không thích xe kéo thì coi như là 10.000 thôi. Đó, coi như là 10.000. Còn nếu mà luôn lấy xe kéo này, luôn lấy xe kéo là 11.000. Còn không lấy xe kéo là 11.000 ha. Đó, nói chung là mình chủ yếu mình quay cho quý vị anh chị em chủ yếu là xem tham khảo giá thôi nha. Đó, mình xin nhắc lại là cái này cano này cano đặc biệt ha. Cái cano lườn hai thân, gọi là lườn hai thân. Có chiều dài là khoảng 4 m đến 4 m rưỡi ha. Động cơ Yamaha 4 thì 25 mã lực hả. Giá trị là 10.000 đô Úc thôi ha. Nếu lấy xe kéo là 11.000. Rồi, mình ở đây là ha, lườn hai thân ha. Chiếc này đi biển hết rất là đẹp luôn nha quý vị anh chị em ha. Nó có lượng hai thằng ở dưới mình quay chủ yếu cho nó là mình quay chi tiết luôn đó, cho các quý vị anh chị em xem tham khảo nè. Chứ anh chị nào mà đi biển á, nói chung là đi biển thì rất là hay ha, rất là đẹp luôn ha. Đó, rồi bề ngang nó là khoảng 1m6 đến 1m8 nha, 1m6 đến 1m8, nói chung là cũng tương đối rộng rãi đó. Nói chung là thì
tùy theo cái sở thích của quý vị anh chị em và tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Nói chung là mình chú ý mình quay. À, đây là động cơ Yamaha ha, Yamaha này. Hai bên nó có điều bình ngăn cản ha, học đó ha, học nó cũng tương đối rất là lớn nha, rất là rộng luôn nó bên trong đây. Cái này bằng nó bằng ghế dài này anh bị ha. Chiếc này mình đi được khoảng 4 người nha, 4 người. Đó, bằng ghế dài nè. Nó bằng cái bằng ghế dài. Bằng ghế dài nó có cái remote nè. Đó bên đây ha, mình quay chủ đó. Cái này nó cũng phía trước nó có cái học nữa. Cái học mình đựng đồ cũng nhiều lắm nha quý vị ha ha. Nó có cái phao, có cái nói chung mình thấy có đầy đủ tiện nghi nha quý vị ha. Nó cũng có bộ điện đàm ha. À, nó có bộ điện đàm mà nó có bộ máy định vị luôn nha quý vị ha. Rồi nó chủ yếu mình quay cho quý vị anh chị em chủ yếu là xem tham khảo giá thôi nha ha. Đó, các anh chị thưa là thích thì cái nhắn tin cho mình ha, qua Zalo hoặc là qua Viber ha, Zalo Viber thì ha, hoặc là mua bán game miền Tây ha, gmail.com ha. Rồi mình đi một vòng nó sau đó mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem cái video của mình ha. Chúc các bạn và gia đình cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Các bạn cũng và quý vị cũng đừng quên là Việt Nam mình đang còn cái bắt đầu chuẩn bị dịch nó là đến nữa đó. Cho nên hãy cẩn thận ha, hãy bảo vệ cho bản thân mình và cho cái gia đình của mình nha. Và chúc các bạn và giữ gìn sức khỏe tốt nha. Rồi mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Đó, và cũng lần nữa mình xin nhắc lại là cái chiếc cano lường 2 thăng này có chiều dài là 4m đến 4m rưỡi và bề ngang nó là 1m8 ha. Đến 1m8 đến 2m. Động cơ Yamaha 4 thì ha, động cơ Yamaha 4 thì 25 mã lực.